Thôi mẹ con đi học mới về. Mẹ, mẹ bị bệnh hả? Ừ, mẹ bị sốt. Mẹ bị bệnh, ba thì đi công tác, mình phải làm sao bây giờ ta? À, trước tiên là phải nấu cơm. Cháo luôn rồi. Đốm ơi, Đốm. Đốm ơi, Đốm. Đi chơi đá banh với tụi mình đi. Không được, mẹ Đốm đang bị bệnh, Đốm phải ở nhà. Hay là mình cũng ở nhà giúp Đốm đi. Ai mà xấu dữ vậy nè. Còn có ai nữa, bụng bự lắm. Hả? Cái gì? Sao ba vẫn chưa về ta? Con đợi thêm chút nữa nha, chắc ba sắp về rồi đó. Chào cả nhà, ba Đốm đã về rồi đây. Ba hứa về sớm chở con đi chơi công viên, ba không giữ lời, con giận ba luôn. Chết, ba xin lỗi con trai, ba thực sự không nhớ gì. Hôm nay ở cơ quan nhiều việc quá. Thông cảm đi con, ngày mai cuối tuần ba sẽ chở Đốm đi chơi bù. Không, con không chịu đâu, ba không giữ lời, con giận ba rồi. Không sao đâu, anh cũng có lỗi với con mà em. Hôm nay hay là để ba chở con đi công viên chơi nha Đốm. Không thèm ba chở đi chơi nữa đâu, con sẽ ra sân chơi với mấy bạn. Thôi kệ đi anh, giận chút xíu là hết thôi mà. À, vui quá, cho mình chơi với. Không, bạn là cậu bé không giữ lời, tụi mình không chơi với bạn nữa đâu. À, mình là người không giữ lời sao? Khi nào, việc gì chứ? Bạn không nhớ hả? Hôm trước bạn hứa là 3 giờ chiều hôm qua ra sân chơi cùng với bọn mình. Vậy mà bạn không tới, là mình với bạn Tay To đợi bạn hoài đến khi mặt trời lặn. Ừ, ngày mai nhất định 3 giờ mình sẽ đến, mình hứa đó. Con về rồi à? Lâu rồi gia đình của mình không đi chơi công viên. Hay là mai nhà mình cùng đi chơi nha con. Thích quá, được đi chơi công viên. Mấy giờ anh? 3 giờ chiều mai em thấy được không? Hay ho, ngày mai sẽ được đi chơi công viên. Kìa Đốm, con làm sao vậy? Sao con không chơi ở ngoài công viên cùng các bạn? Thì con không giữ lời hứa, chẳng ai thèm chơi các bạn đôi các buổi chiều. Còn con thì ở nhà đợi ba. Tại sao con không nói lại với các bạn? Tại con vui quá nên quên mất. Ba mẹ hiểu rồi. Ba mẹ biết Đốm là cậu bé ngoan, biết vâng lời và còn giữ lời hứa nữa. Là vô tình có lỗi thôi con. Cũng giống như là ba vô tình quên lời hứa với con vậy. Ba xin lỗi con nha. Sai thì xin lỗi Đốm à. Nhận lỗi một cách chân thành sẽ nhận được sự cảm thông và tha thứ của người khác. Con à. Dạ, con hiểu rồi. Để lát nữa ba đền bù cho Đốm thêm một chầu gà rán nha. Yeah. bi bò, tránh đường, tránh đường.
đầu phẫu thuật. Rõ, thưa bác sĩ. Quá trình lục vỏ hoàn tất. Da mỏ. Cẩn thận đó, chỉ cần rạch sai là bệnh nhân sẽ chết. Bác sĩ đang tập trung tiến hành lại bỏ khối u. Thôi chết, tiến hành cầm máu cho bệnh nhân. Chúng ta phải nhanh lên, bệnh nhân đang sắp chết vì thiếu máu. Tôi nghĩ chúng ta nên truyền dịch cho bệnh nhân. Được rồi, bệnh nhân tạm thời cầm cự được. Y tá, đọc cho tôi chỉ số huyết áp. 30/180 lần trái cây rụng. Kềm. Quá trình loại bỏ hoàn tất, tiến hành khâu vết thương. Quá trình phẫu thuật thành công.
Hooray! Làm được rồi. Được, xong một món, còn hai món nữa. Thì các bạn sẽ làm gì? Mình chưa bao giờ có nhiều tiền hết á. Mình cũng vậy. Trời ơi, đẹp quá à. Họ nó ra vậy. Ê, đớp. Cái bóp này không phải của bạn. Mình nhặt được. Giờ sao? Nhặt được của rơi, trả người đánh mất. Đúng rồi. Mình trả lại cho người mất, có phải họ sẽ vui lắm đúng không? Bạn đã làm được một việc rất tốt. Ủa, cái này cái gì vậy? À, mẹ mình nói, cái này là con bù nhìn. Vậy tại sao người ta lại đặt ở đây vậy? Mẹ mình nói người ta dùng nó để đuổi chim. Chắc nhìn nó, lũ chim sợ vì nghĩ nó là con người nên không cắn lúa. Bài khó quá. Hay chút nữa mình đi chơi về rồi làm sao cũng được. Nhưng mà mẹ vô phòng mà không thấy, nhất định sẽ phạt mình. Xong rồi, con bù nhìn này sẽ thay thế mình ngồi ở đây. Mình thật thông minh. Không biết bây giờ đốm có tập trung học bài không nữa. Để lên kiểm tra thử coi. Phải vậy mới ngoan chứ.
Mình phải thưởng cho con mới được. Nãy giờ học bài cũng lâu rồi. Đốm ơi, nghỉ ăn bánh đi con. Trời ơi, con với cái dám lừa gạt mẹ. Mình phải dạy cho nó một bài học mới được. Chào Đốm. Mẹ, mẹ ở đây dạy ai dưới bếp? Tại sao con dám lừa mẹ? Tại bài khó quá, con muốn ra ngoài để thư giãn một chút không à. Nhưng mẹ không muốn con lừa gạt mẹ như vậy. Như vậy là nói dối, không có ngoan. Dạ, con xin lỗi mẹ. Từ nay con không dám gạt mẹ nữa. Thôi, con ăn bánh đi, rồi mẹ sẽ cùng con giải bài tập. Dạ, con cảm ơn mẹ. Phiền anh chị cho em gửi bụng bự ở đây 2 ngày. Chị cứ an tâm đi. Bụng bự ở nhà bác, ngoan nha con. Dạ, tạm biệt mẹ. Nè, mình được ở chơi nhà bạn 2 ngày đó được. Sao, bụng bự ở nhà mình hả? Vì ba mẹ mình đi công tác xa nên gửi mình ở đây. À, vui quá. Con như vậy là không được đâu. Bụng bự là bạn thân của con mà. Là bạn thân thì phải chia sẻ với nhau chứ. Dạ. Sau này lỡ như ba mẹ đi công tác xa thì sao? Dạ, con hiểu rồi mẹ. Hiểu rồi thì sao nè? Bụng bự ơi, mình cho bạn mượn chuyện đọc nè. Nhà đó thật đáng nghi. Nè Đốm, bạn nhìn gì vậy? Thấy ngôi nhà này có đáng nghi không? À, cái ngôi nhà này á là của ông Hà Mã. Cách đây 5 năm á, ông ấy đã chuyển nhà ở cùng với con trai của ổng tới thành phố khác rồi. Sao lại bị bỏ hoang như vậy? Chắc tại không có người ở thì nó bị bỏ hoang vậy thôi. Không đúng. Có thiệt không?
Không thể nào. Tối hôm qua mình thấy có một cái bóng người lảng vảng trước ngôi nhà đó. Vậy chắc chắn là người ngoài hành tinh rồi. Buổi tối không có ai dám ra ngoài đâu. Mình nghe người ta nói á, người ngoài hành tinh có phi thuyền, mà bây giờ làm sao mình tìm phi thuyền đây? Bạn nói to, người ta phát hiện bây giờ. Không ổn, có thể sẽ bị phát hiện. Quay về, mình sẽ có kế hoạch tác chiến lần hai. Mình đã nói là có người ngoài hành tinh ở đây rồi mà. Bạn la to người ta tới mất bây giờ. Thả tôi ra, thả tôi ra. Bác bò vàng, ủa sao bác lại ở đây? Bác hỏi hai đứa mới đúng, làm gì ở trong này, nguy hiểm lắm biết không? Ui da, không phải trong này là nơi ẩn nấp của người ngoài hành tinh hả bác? Ai bảo vậy, đây là nhà của ông Hà Mã mà. Ông Hà Mã chuyển nhà cách đây lâu rồi, vì ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm với vợ ông, cho nên ông không muốn bán. Vì nhớ bà, ông Hà Mã đã về lại ngôi nhà, lát nữa sẽ có người tới dọn dẹp sạch sẽ. Dạ, tụi con biết lỗi, sẽ không dám nữa đâu. Lần sau tò mò cái gì thì phải hỏi người lớn nha, không được tự ý hành động theo ý mình. Nào, lại đây, bác bế hai đứa ra. Thôi mẹ con đi học mới về. Mẹ, mẹ bị bệnh hả? Ừ, mẹ bị sốt. Mẹ bị bệnh, ba thì đi công tác, mình phải làm sao bây giờ ta? À, trước tiên là phải nấu cơm. Thằng cháu luôn rồi. Đốm ơi, Đốm. Đốm ơi, Đốm. Đi chơi đá banh với tụi mình đi. Không được, mẹ Đốm đang bị bệnh, Đốm phải ở nhà. Hay là mình cũng ở nhà giúp Đốm đi. Có ai mà xấu dữ vậy nè? Còn có ai nữa, bụng bự lắm. Hả? Cái gì? Sao ba vẫn chưa về ta? Con đợi thêm chút nữa nha, chắc ba sắp về rồi đó. Chào cả nhà, ba Đốm đã về rồi đây. Ba hứa về sớm chở con đi chơi công viên, ba không giữ lời, con giận ba luôn. Chết, ba xin lỗi con trai, ba thực sự không nhớ gì, hôm nay ở cơ quan nhiều việc quá. Thông cảm đi con, ngày mai cuối tuần ba sẽ chở Đốm đi chơi bù. Không, con không chịu đâu.
ba không giữ lời, con giận ba rồi. Không sao đâu, anh cũng có lỗi với con mà em. Hôm nay hay là để ba chở con đi công viên chơi nha đốm. Không thèm ba chở đi chơi nữa đâu, con sẽ ra sân chơi với mấy bạn. Thôi kệ đi anh, giận chút xíu là hết thôi mà. À, vui quá, cho mình chơi với. Không, bạn là cậu bé không giữ lời, tụi mình không chơi với bạn nữa đâu. À, mình là người không giữ lời sao? Khi nào, việc gì chứ? Bạn không nhớ hả? Hôm trước bạn hứa là 3 giờ chiều hôm qua ra sân chơi cùng với bọn mình. Vậy mà bạn không tới, làm mình với bạn tay to đợi bạn hoài, đến khi mặt trời lặn. Ừ, ngày mai nhất định 3 giờ mình sẽ đến, mình hứa đó. Con về rồi à, lâu rồi gia đình của mình không đi chơi công viên, hay là mai nhà mình cùng đi chơi nha con. Yeah yeah, thích quá, được đi chơi công viên. Mấy giờ anh? 3 giờ chiều mai em thấy được không? Hay ho, ngày mai sẽ được đi chơi công viên. Kìa đốm, con làm sao vậy? Sao con không chơi ở ngoài công viên cùng các bạn? Thì con không giữ lời hứa, chẳng ai thèm chơi các bạn đôi các buổi chiều, còn con thì ở nhà đợi ba. Tại sao con không nói lại với các bạn? Tại con vui quá nên quên mất. Ba mẹ hiểu rồi, ba mẹ biết đốm là cậu bé ngoan, biết vâng lời và còn giữ lời hứa nữa. Là vô tình có lỗi thôi con, cũng giống như là ba vô tình quên lời hứa với con vậy. Ba xin lỗi con nha. Sai thì xin lỗi đốm à, nhận lỗi một cách chân thành sẽ nhận được sự cảm thông và tha thứ của người khác con à. Dạ con hiểu rồi. Để lát nữa ba đền bù cho đốm thêm một chầu gà rán nha. Yeah. Thơm quá. Wow, nhìn ngon quá. Đây là mì hải sản mẹ làm cho con đó. Con cảm ơn mẹ. Con rửa tay chưa vậy? No quá. Mì hải sản đúng là tuyệt vời. Để nhớ coi. À, có tôm nè, có cua nữa nè, mì, rau, cà rốt. Xong, bây giờ mình đi mua đồ thôi. À, phải nhờ tay to và bụng bự giúp mới được. Không được để rau vào trước. Ui da, mình mới đứt tay rồi nè. Ôi, mình bỏ nhiều muối quá rồi. Mùi gì mà khét dữ vậy? Không biết có ăn được không nữa. Không biết ngon không, nhưng chắc mẹ đốm sẽ rất vui. Đúng rồi đó, vì đây là tấm lòng của đốm mà. Thôi, tụi mình về ăn cơm đây. Cảm ơn tay to và bụng bự nhiều nha. Không có gì, chúc bạn thành công nha. Đốm ơi, mẹ về rồi nè. Trời ơi, cái gì vậy nè? Đốm, mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật mẹ, con nấu món mì mà mẹ thích nhất nè. Chắc là không ngon, mẹ đừng chê mẹ nha. Na 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 na
Na na na na. Hả? Bạn sẽ làm gì? Mình chưa bao giờ có nhiều tiền hết á. Mình cũng vậy. Trời ơi, đẹp quá à. Họ nó ra vậy. Ê, đớp. Cái bóp này không phải của bạn. Mình nhặt được. Giờ sao? Nhặt được của rơi, trả người đánh mất. Đúng rồi. Mình trả lại cho người mất, có phải họ sẽ vui lắm đúng không? Bạn đã làm được một việc rất tốt. Đốm ăn xong thì ngủ trưa nha. Ba mẹ đi công việc, chiều ba mẹ về. Ba mẹ đi công việc gì vậy? Ba mẹ đi gặp chú Báo Hồng để bàn chuyện kinh doanh. Chú Báo Hồng có bộ lông màu hồng hả ba? Không, chú ấy có bộ lông vàng và đốm đen. Vậy tại sao lại có tên là Báo Hồng? Đúng mà, tên có thể đặt bởi nhiều lý do, không phải do đặc điểm của hình thể. Vậy sao con tên là Đốm? Bởi vì ba mẹ thích như vậy. Ba mẹ bạn tay to và bụng bự cũng như vậy đó thôi. À, con hiểu rồi. Vậy ba mẹ gặp chú Báo Hồng ở đâu? Ở một quán cà phê trong thành phố. Vậy chú ấy đi xe gì đến vậy mẹ? Sao hôm nay Đốm hỏi ba mẹ nhiều quá vậy? Dạ, sáng nay cô dậy, muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học quá ba. Ồ, Đốm của bà giỏi quá, biết vận dụng bài học như vậy là tốt. Dạ, con cảm ơn ba, vậy tí nữa mấy giờ ba mẹ đi? Ăn cơm xong, mẹ rửa chén rồi sẽ đi. Tại sao mình phải rửa chén hả mẹ? Thì mình phải rửa chén mới có chén sạch để sử dụng tiếp. Vậy tại sao mình phải rửa liền mà không để tí nữa rồi rửa? Nếu không rửa ngay thì sẽ có nhiều vi khuẩn trên chén. Vậy con vi khuẩn nó tên gì vậy mẹ? Thôi thôi, Đốm ăn nhanh lên, chiều ba mẹ về rồi hỏi tiếp. Hay giá đâu quá, mình không chơi nữa đâu. Hả? Đang vui mà, chơi tiếp đi. Đúng là mập mạp nên lười biếng mà. Mà Bụng Bự ơi, tại sao bạn lại mập dữ vậy? Tại vì mập mới dễ thương, ba mẹ mình nói vậy á. Vậy có phải do mập nên mới lười biếng không? Mình không có lười, tại vì mình mệt nên mình không chơi thôi. Vậy là mập nó sẽ mau bị mệt. Sao bạn lại nói Bụng Bự như vậy? Bạn ấy giận rồi đó. Mình không biết nên hỏi thôi mà, sao phải giận?
Mà sao răng bạn lại to quá vậy? Vì mình là loài thỏ, răng cửa luôn to như vậy. Răng to vậy, chắc phải tốn nhiều cây nấm răng lắm hả? Cũng không hẳn, mình chỉ dùng một lượng dừa thôi. Trời ơi, bạn nói chắc là miệng bạn sạch lắm vậy? Bạn thật là vô duyên, mình cũng không thèm chơi với bạn nữa. Sao kỳ vậy ta, ai cũng ghét mình hỏi đó. Đốm về rồi hả con? Ủa, sao nhìn con buồn vậy? Các bạn giận và nghỉ chơi con rồi, con cũng chẳng biết tại sao nữa. Đốm thử kể mọi việc cho ba mẹ nghe xem nào. Đốm à, có những câu hỏi rất tế nhị mà chúng ta không nên nói ra vì sẽ khiến người khác buồn. Đôi khi cũng làm phiền người khác nữa. Con đã hiểu rồi, con phải tập nói và tập hỏi lại thôi ba mẹ, vì đốm lúc nào cũng muốn mọi người vui. Bi bò, chánh đường, chánh đường. Bắt đầu phẫu thuật. Dạ, thưa bác sĩ. Quá trình lục vỏ hoàn tất. Da mỏ. Cẩn thận đó, chỉ cần ra sai là bệnh nhân sẽ chết. Bác sĩ đang tập trung. Tiến hành lại bỏ khối u. Thôi chết, tiến hành cầm máu cho bệnh nhân. Chúng ta phải nhanh lên, bệnh nhân đang sắp chết vì thiếu máu. Tôi nghĩ chúng ta nên truyền dịch cho bệnh nhân. Được rồi, bệnh nhân tạm thời cầm cự được. Y tá, đọc cho tôi chỉ số huyết áp. 30/180 lần trái cây rụng. Kềm. Quá trình loại bỏ hoàn tất, tiến hành khâu vết thương. Quá trình phẫu thuật thành công. Đốm, giúp mình mang thức ăn ra đi nào.
giỡn với các bạn đâu nha. Đừng có ăn thịt tôi, da tôi dài lắm. Mẹ ơi cứu con. Tên xa rác, đừng bỏ trốn. Mục tiêu đã bị bắt. Mục tiêu đã bị bắt. Cứu, cứu. Các ngươi là tù nhân mới của hành tinh tươi xanh, với tội danh vứt rác bừa bãi. Đây là trái đất, ông không có quyền bắt chúng tôi. Vứt rác ở đâu mà chẳng như nhau. Thật không có ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng. Tiêu rồi, vĩnh biệt trái đất. Nhốt chúng vào nhà giam rác bẩn. Họ nói xạo, phòng sạch vậy mà. Trời rác, cứu mình chơi, mình chết rồi, cứu mình chơi. Mai đưa tay cho mình nào. Hi, thả tôi ra, thả tôi ra, thả ra, thả tôi ra, thả tôi ra. Cả hai dậy đi nào, về thôi. Dậy, dậy. Ui da, rác đè, chứ phải chuột cắn lỗ tai đâu ta. Thật kinh khủng. Nói gì mà mình không hiểu gì hết à. Dọn sạch chỗ này trước khi về nha, không thì thành tù nhân của hành tinh tươi xanh đó. Chị về nha. Tạm biệt chị. Bê bê ở chơi với anh ngoan nha. Bye mẹ. À ha, bữa nay có bê bê chơi với anh vui nha. Anh với bê bê chơi đồ chơi nha. Thích quá. Bằng chiêu, bằng chiêu. Ôi bê bê không chơi robot nữa đâu. Mình chơi lấy bê bê nhanh đớm. Bê bê rồi anh chỉ cho. Bê bê biết điều khiển mà. Bê bê chơi từ nãy giờ rồi, cho anh chơi một chút đi. Không, em chưa chơi xong mà. Đó, thấy chưa, anh đã nói là anh sẽ chỉ cho mà không có chịu. Chơi với bà không chơi chút nào. Em đi chơi trò khác đây. Không hết, trò này cũng không hết. Bê bê đừng dứt rồi chơi lung tung nữa. Bê bê. Anh đốm đẩy xe cho em nữa đi. Bê bê tự đạp đi, anh mệt lắm. Không chịu, anh đốm đẩy đi, anh đốm đẩy đi. Bê bê nhõng nhẽo quá. Trời, cái gì vậy trời? Bê bê, ai cho em lấy màu nước để chơi hả? Đưa đây cho anh. Đây chơi vui mà, em không trả đâu. Đưa đây. Hư nè, hư nè. Cô anh đốm đánh con. Sao đốm lại đánh em? Dạ, vậy bê bê nghịch màu nước. Vậy sao con không nói nhẹ nhàng với em mà lại đánh em? Dạ, vì bê bê không chịu nghe lời á mẹ. Bê bê, anh đốm nói đúng không con? Dạ, dạ. Lần sau dù thế nào thì con cũng không nên đánh em như vậy, vì con là anh của em mà.
Dạ, con biết rồi mẹ. Thôi, bây giờ đốm phụ mẹ dọn dẹp nha. Để em lão phụ anh đốm nha. Anh đốm, bơ bơ xin lỗi. Lần sau bơ bơ sẽ không như vậy nữa. Bơ bơ sẽ nghe lời anh đốm. Vậy mới là bé ngoan chứ. Sau này anh cũng sẽ không đánh bê bê nữa. Hai anh em mình. Đồ của ba cũng bị cuốn theo hướng đó. Ê, bụng bự, bạn đang làm gì đó? Mình mới mua lon nước, nhưng mà bị mất khoan rồi, không có mở được. Chuyện nhỏ.
Đứa nào đó? Đứa nào ném đá vào đầu của ta? Bác bà ơi, cái nón đó của ba cháu rất thích, bác lấy liền cháu được không bác? Hai đứa bay ném đá vào đầu của ta, tự bơi ra mà lấy đi. Tại bạn á, phải tìm cách lấy lại nón chứ. Mình biết rồi, bây giờ bạn tìm cho mình những món này nha. Mình leo lên cây đây. Quăng lon nước ngọt lên đây đi bụng bự. Sao giờ này chưa thấy đốm ở đâu hết vậy? Mẹ đốm có thấy mấy cái đồ tôi phơi ở ngoài sân hay không? Tự nhiên đâu mất tiêu rồi. Thì các bạn sẽ làm gì? Mình chưa bao giờ có nhiều tiền hết á. Mình cũng vậy. Trời, đẹp quá à. Bỏ nó ra vậy. Ê, đốm. Cái bóp này không phải của bạn. Mình nhặt được. Giờ sao? Nhặt được của rơi, trả người đánh mất. Đúng rồi. Mình trả lại cho người mất, có phải họ sẽ vui lắm đúng không? Bạn đã làm được một việc rất tốt. Chạy thôi. Ha 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 ha.
Với thân hình đồ sộ của hắn, xoay sở trong vách núi này chắc chắn sẽ rất khó khăn. Để xem ngươi chịu đâu được tới đâu. Ôi không, đồ ngọt chỉ làm hắn to hơn thôi. Mày tiêu rồi. Đốm ơi đốm, dạy đánh răng đốm ơi. Cho mày chết nè, tiêu đời ngươi. Đốm, đốm, sao chưa đánh răng mà ngủ? Dậy, dậy. Hả? Là mẹ hả? Ừ? Ừ? Nếu không muốn bị quái vật sâu răng tấn công, trước khi ngủ phải đánh răng nha các. Đốm ơi, đốm, xuống ăn bánh nè con. À, có bánh, có bánh. À, bánh gà to, thích quá, con được chưa mẹ? Đi vô rửa tay đã con. Mẹ có việc phải đi, đốm ở nhà ăn bánh, uống sữa xong rồi học bài nha con. Dạ. Sao ba đứa lại vẽ lung tung lên tường vậy hả? Đốm, con giải thích cho mẹ coi. Dạ thưa mẹ, tại dạ, tại vì đốm làm đổ bánh và sữa. Nhưng mà vì sợ bác la nên mới nhờ tụi con vẽ. Tại con lâu ngoài mà không có sạch nên thôi đừng khóc nữa, mẹ hiểu rồi. Chà, nhìn kỹ thì bức tranh cũng đẹp đó chứ. Thì không bác. Đẹp không bác? Là tụi con vẽ đó. Nhưng các con phải nhớ một điều nè, lần sau phải biết dũng cảm nhận lỗi do mình gây ra, hiểu chưa nè? Dạ hiểu. Bây giờ thì có ai muốn ăn bánh kem nữa không ta? Dạ con. Con. Hai nhân một là hai, hai nhân hai là bốn. Tay to và bụng bự làm gì mà tập trung quá vậy? Tụi mình đang ôn bài. Sắp thi rồi, mình lo quá. À, hay là tụi mình học nhóm đi. Được đó. Tay to và bụng bự, nghe lệnh. Chiều nay 2 giờ tới nhà nhóm trưởng học nhóm. Dạ, tuân lệnh nhóm trưởng. Thank you.
Chưa tới 2 giờ mà con. Dạ, con chào bác. Lần sau tay to và bụng bự đi sớm hơn nha, mình chờ nãy giờ. Thôi, các con lên phòng học bài đi. Học xong rồi xuống ăn trái cây nha. Dạ. Nè, bài này phải làm như vậy nè. Hai bạn hiểu chưa? Không hiểu. Không hiểu. Hai bạn chậm hiểu à. Bài dễ như vậy mà không giải được. Không phải, trời ơi, hai bạn làm sai hết rồi. Mình làm đúng mà. Mình cũng làm đúng mà. Ở đây ai là nhóm trưởng? Thôi, tụi mình về đây. Ừ, hai bạn về đi. Mình cũng hôm nay một chung nữa. Tai to và bụng bự hôm nay không tới học hả con? Dạ, chắc hai bạn giận con luôn rồi. Sao hai bạn lại giận con? Dạ, tại vì con nóng nảy. Đáng lẽ con phải giúp hai bạn học tốt hơn. Con nhận ra lỗi như vậy là tốt rồi. Mẹ có một cách này giúp con nè. Cách gì vậy mẹ? Con qua xin lỗi các bạn, rồi sẵn học chung với các bạn luôn. Dạ, bây giờ... Tay to ơi, hai đứa mình trượt thi đi. Có chuyện gì mà bạn khóc vậy? Mấy ngày nay nắng quá, vườn cà rốt nhà mình sắp chết hết rồi. Ừ, trời nắng quá, ước gì trời mưa được thì hay biết mấy. Trời mưa rồi, vui quá. Bye bye Đấm. Hôm nay bụng bự có chuyện gì buồn hả? Mấy hôm nay có mưa hoài à, nhưng mình không phơi đồ được. Ừ, mưa hoài cũng chán, ước gì trời nắng thì tốt biết mấy. Trời nắng rồi, đã quá. Hình như mình ước gì đều được thì phải. Trời nóng quá, ước gì có tuyết rơi. Đều là tưởng tượng, sau này mình không dám ước lung tung nữa đâu. Ước gì? À không, không, không có gì. Thôi, tụi mình đi tưới nước cho vườn cà rốt đi. Tay to chờ mình với. Phiền anh chị cho em gửi bụng bự ở đây 2 ngày. Chị cứ an tâm đi. Bụng bự ở nhà bác ngoan nha con. Dạ, tạm biệt mẹ. Nè, mình được ở chơi nhà bạn 2 ngày đó.
sao? Bụng bự ở nhà mình hả? Vì ba mẹ mình đi công tác xa nên gửi mình ở đây. À, vui quá. Đớm mà, con như vậy là không được đâu. Bụng bự là bạn thân của con mà. Là bạn thân thì phải chia sẻ với nhau chứ. Dạ, dạ. Sau này, lỡ như ba mẹ đi công tác xa thì sao? Dạ, con hiểu rồi mẹ. Hiểu rồi thì sao nè? Bụng bự ơi, mình cho bạn mượn chuyện đọc nè. Ba mẹ đi thăm nhà bà con, đồ ăn mẹ để sẵn trong bếp. Đốm ở nhà ngoan nhé. À, hôm nay chỉ có một mình ở nhà, thích quá. Trước tiên mình phải làm gì đây ta? À, phải rồi. Ngồi đi mấy bạn. Công nhận, không có ba mẹ ở nhà sướng ghê. Muốn coi kênh nào thì coi. Ừ, đúng rồi đó. Coi TV xong, tụi mình làm gì nữa đớm? Tất nhiên là chơi rồi. Ai chiến thắng, người đó sẽ được kho báu. Dạ. Dạ, 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 dạ. Bây giờ sẽ là trò súng nước. Bằng chiếu, bằng chiếu. Bằng chiếu, bằng chiếu. Bùm. 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 À, à. Bằng, bằng, bằng. Yeah. Bây giờ sẽ là trò chơi họa sĩ. Ha ha.
Nè, 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 nè. Trời ơi, cái gì vậy nè? Đó. Mẹ không cấm các con chơi, nhưng mà chơi xong thì phải nhớ dọn dẹp gọn gàng nha. Thôi, các con rửa tay rồi xuống bếp ăn bánh nha. Ba mẹ có đem bánh về nè. Dạ. Sao lại có khói? Tiêu rồi. Anh đã nói với em là phải cẩn thận rồi mà. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Đố ai tìm được ta? Bắt được rồi nha. Trời, vậy mà cũng thấy nữa. Chỉ còn đốm thôi. Đốm ơi, đốm à. Đây là đâu? Vô ít thôi, ta trói chặt lắm. Nào ốc tiêu mà đòi bắt cóc ta. Ta là thú dữ nghe chưa? Đồ yếu xìu. Đồ đáng ghét, chứ mà hiếp ta. Cứ chửi đi, ngươi sẽ là buổi tối tuyệt hảo của ta. Không, thật ta dai lắm. Mẹ ơi cứu con. Một cho thêm muối vô, hai cho thêm muối vô, ba cho thêm chó vô. Chó đớp khóc nhẹ. Tôi cái này cho tội ham chơi nè, dám đi một mình nè. Ôi da, tôi ngươi nên giảm cân nha, đồ mập lù. Không, ta hứa mà. Không còn kịp rồi nhóc à. Không sao rồi, thôi về nhà nhanh mới được, kẻ bị bắt thật thì chết. Mình đói bụng quá à, sao mẹ chưa nấu ăn vậy ta? Ôi trời, anh xin lỗi em, bây giờ anh đã biết ai là thủ phạm rồi. Cô ơi, cho tụi con hỏi, đúng giờ chưa cô? Bạn ấy làm cho tụi con tìm khắp nơi. Đã tới lúc chúng ta bắt đầu rồi. Bầu trời thật đẹp. Hôm nay là sinh nhật mình. Chúc đón sinh nhật vui vẻ. Này là sinh nhật đơm yêu, này là bao quà mới sinh, này là đơm ta luôn ngoan hiền, luôn luôn dễ thương. Chắc chắn mình sẽ có rất nhiều đồ chơi cho mà xem. Oh yeah. Đúng mà. Con ở nhà nha, bây giờ ba mẹ ra ngoài và sẽ về vào lúc tối. Tạm biệt con yêu.
ba mẹ không nhớ hôm nay là ngày gì sao ta? À, vẫn còn mà. Alo, đốm hả? Mình bận rồi, bye bye. Chủ nhân có số điện thoại này đã bận ăn tiệc, xin gọi lại sau. Mọi người đã quên sinh nhật mình rồi. Chúc mừng sinh nhật đó của cậu nè. Xích qua, xích qua. Một, hai, ba. Tại sao chứ? Tại vì đốm làm cái gì cũng không cẩn thận. Đáng trách hơn là sai còn không nhận lỗi. Đốm biết lỗi rồi, nhưng đốm phải làm sao bây giờ? Hãy tự suy nghĩ đi nha. Sinh nhật vui vẻ nha con trai. Đây là sinh nhật đốm yêu, này là bao quà mới sinh, này là đốm ta luôn ngoan hiền. Chúc mừng sinh nhật đốm yêu. Con có tưởng mọi người đã. Con xin lỗi vì những chuyện rắc rối đã xảy ra. Con không có cố ý đâu, nhưng không biết sao con quên mất tiêu. Phải như vậy chứ. Nào bây giờ thì thổi nến đi con trai của ba. Ngôi nhà đó thật đáng nghi. Nè đốm, bạn nhìn gì ạ? Thấy ngôi nhà này có đáng nghi không? À, cái ngôi nhà này á, là của ông Hà Mã. Cách đây 5 năm á, ông ấy đã chuyển nhà ở cùng với con trai của ổng tới thành phố khác rồi. Sao lại bị bỏ hoang như vậy? Chắc tại không có người ở thì nó bị bỏ hoang vậy thôi. Không đúng. Có thiệt không? Không thể nào. Tối hôm qua mình thấy có một cái bóng người lảng vảng trước ngôi nhà đó. Vậy chắc chắn là người ngoài hành tinh rồi. Buổi tối không có ai dám ra ngoài đâu. Mình nghe người ta nói á, người ngoài hành tinh có phi thuyền. Mà bây giờ làm sao mình tìm phi thuyền đây? Bạn nói to, người ta phát hiện bây giờ. Ây da. Không ổn, có thể sẽ bị phát hiện. Quay về, mình sẽ có kế hoạch tác chiến lần hai. Mình đã nói là có người hành tinh ở đây rồi mà. Bạn la to người ta tới mất bây giờ. Ủa sao bác lại ở đây? Bác hỏi hai đứa mới đúng. Làm gì ở trong này? Nguy hiểm lắm biết không? Ui da, không phải trong này là nơi ẩn nấp của người ngoài hành tinh hả bác? Ai bảo vậy? Đây là nhà của ông Hà Mã mà. Ông Hà Mã chuyển nhà cách đây lâu rồi. Vì ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm với vợ ông, cho nên ông không muốn bán. Vì nhớ bà, ông Hà Mã đã về lại ngôi nhà. Lát nữa sẽ có người tới dọn dẹp sạch sẽ. Dạ.
Dạ, tụi con biết lỗi, sẽ không dám nữa đâu. Lần sau tò mò cái gì thì phải hỏi người lớn nha, không được tự ý hành động theo ý mình. Nào, lại đây, bác bế hai đứa ra. Chơi một mình buồn quá, mình qua nhà tay to chơi thôi. Đớm, con đi đâu đó? Dạ, con qua nhà bạn tay to chơi thôi ạ. À, con vẫn chưa xin phép mẹ mà, và còn chưa dọn dẹp đồ chơi của con nữa mà đi đâu? Dạ, con... Con mau thu dọn tất cả đồ chơi của con để vào chỗ cũ cho mẹ. Con sắp xong rồi, mẹ cho phép con qua nhà bạn tay to chơi nha mẹ. Con như vậy mới ngoan, mẹ cho phép con qua nhà bạn tay to chơi đó. Nhớ về sớm ăn cơm nha con. Con cảm ơn mẹ, con đi nha mẹ. Tay to ơi, bạn ở nhà không? Mình và Bụng Bự đang chơi trò nấu ăn bên trong, bạn vào chơi luôn cho vui. Có Bụng Bự ở đây nữa hả? Vui quá. Ta-da-da-da. Có đầu bếp và phục vụ rồi, vậy đúng làm khách đến ăn nha. Ừ, được đó, cho mình món ngon nhất nha. Món ăn tới rồi đây, đốm ăn đi, ngon lắm đó. Ngon quá, hai bạn giỏi ghê. Thôi, mình ra ngoài vườn chơi đi nha. Cũng được, vậy tụi mình thu dọn đồ chơi lại đi, rồi ra vườn. Thôi, từ từ chơi xong rồi vô dọn cũng được mà. Không được đâu, phải biết dọn dẹp ngăn nắp, như vậy mới ngoan. Đốm nói đúng đó, mẹ mình cũng bảo như vậy. Vậy thôi, hai bạn tự dọn đi, mình ra ngoài chơi trước đây. Là đàn ông ta không rửa chén, không dọn dẹp, không quét lau nhà. Vậy thôi, hai chúng ta cùng thu dọn đồ chơi đi, không thôi mẹ bạn về la đó. Ừ, cả hai cùng làm sẽ nhanh thôi mà. Mình để hai bạn đó dọn dẹp đồ chơi cũng không đúng, mình cũng có chơi nữa mà. Thôi, mình vô phụ hai bạn mới được. Ủa, sao Bụng Bự quay lại rồi kìa? Chắc đã quên gì nên về lấy đó mà. Không phải đâu, mình vô phụ hai bạn để thu dọn đồ chơi đó. Bạn có nói thiệt không? Khi nãy bạn còn kêu không chịu làm mà. Giờ mình nghĩ lại rồi, chúng ta chơi xong thì phải sắp xếp đồ đạc lại chỗ cũ. Vậy chúng ta mau làm thôi nào.